Là ba kìa. Ba ơi. Con rể, con chờ có lâu không vậy? Sao em không bắt máy? Minh Thi à, hôm nay nhờ mình ra ngoài ăn tối. Hẹn lúc 7 giờ có mặt ở nhà hàng Aron đó nha. Dạ con chào bà, em chào chị. Chào mẹ. Ủa, Minh Thi đã tới trước rồi sao? Lúc nãy bà đã chở con tới đây trước rồi bà. Chúng ta ngồi đâu đi? Hay là ngồi phía bên kia nha. Mình qua đó ngồi đi mẹ. Không phải anh đã đặt chỗ trong phòng đó rồi hay sao chứ? Mẹ, vậy thôi nhà mình vô đây ngồi đi, để con gọi phục vụ đem menu tới. Vậy cũng được, bà thấy ngồi đây được đó, tiện cho cả nhà mình nói chuyện với nhau luôn. Mẹ à, mẹ thích món rau xào ở đây lắm mà. Chà, hôm nay nhìn màu sắc cũng đẹp nữa. Đúng rồi, em thích ăn món rau xào lắm mà. Bà xã, em sao vậy? Em sao vậy? Thật ra anh đang giấu giếm em chuyện gì vậy chứ? Thật ra là anh đang giấu em chuyện gì? Anh định giữ bí mật này với cả nhà cho tới khi nào nữa đây? Cho tới khi nào nữa đây hả? Mẹ. Hả? Mẹ, con xin lỗi. Hôm nay con thấy hơi mệt nên chắc không ăn được nữa đâu. Con về nhà trước nha mẹ. Mọi người cứ ăn đi ha. Mẹ bọn trẻ à. Con xin phép mẹ một chút. Ôi trời ơi, nhà mình dạo này bị làm sao vậy? Trước giờ hai vợ chồng nó lúc nào cũng ngọt ngào với nhau mà. Ôi. Thôi bà vào nhà vệ sinh một chút. Con ăn xong rồi mình về nhà nha. Sao mình phải trốn như vậy chứ? Con làm gương cho em đi, Minh Kỳ. Minh Thi à, em có biết là mẹ đã buồn bã suốt cả ngày hôm nay hay không? Sao vậy? Ở công ty có chuyện gì sao? Trưa ngày hôm qua, bà đã không tới buổi ăn trưa cùng với mẹ, rồi tối lại đi đám tang cả đêm không về. Đã vậy em còn cãi nhau với mẹ nữa. Vậy lỗi là do em và ba hết hả? Cả em và ba, hai người chưa hề xin lỗi mẹ một tiếng nào. Ít ra em nhắn một cái tin xin lỗi mẹ cũng được mà. Sao đây, em định nói là chị bênh cho mẹ hả? Nếu như em thấy chị làm như vậy là sai rồi thì em cứ nói thẳng ra đi, bởi vì tất cả chúng ta đều là người nhà mà. Nếu là người nhà, vậy sao mẹ chỉ tâm sự với chị về cảm giác của mẹ thôi? Mẹ thấy buồn chuyện của ba và em, vậy tại sao mẹ lại không nói gì cho em biết hết? Em cũng là con mà. Chị không thấy lạ sao? Minh Thì à, em có nhận ra là dạo gần đây tự nhiên em trở nên nhạy cảm bất thường hay không? Em không thấy khi nói chuyện với em chị phải hết sức cẩn thận hả? Thậm chí vì chúng ta ở chung phòng cho nên chị... Có ai bắt chị phải làm như vậy đâu. Nếu em làm chị khó chịu, vậy thì em sẽ đi. Ý chị không phải là muốn em đi đâu Minh Thì à? Làm tốt lắm Minh Thi. Đúng vậy, đây là một cuộc chiến mà.
Con phải đấu tranh mới có được thứ mình muốn chứ. Bà xã, anh nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện. Anh định nói chuyện gì chứ? Về chuyện anh đã tìm được vợ cũ và các con của anh rồi sao? Em thậm chí đã đề nghị chủ động tìm các con cho anh. Thời gian qua em đã cố dò la tin tức của tụi nó giùm anh mà. Em đã làm như vậy, còn anh thì anh lại làm gì? Đáng lẽ anh phải cho em biết sớm hơn, do anh chưa tìm được dịp thích hợp. Đúng như em nói đó, vợ cũ và các con của anh, họ đã trở về Hàn Quốc. Bọn trẻ đã phải sống trong cô đơn và phải chịu đựng sự tổn thương nhiều hơn anh tưởng tượng nữa. Tụi nó nghĩ rằng anh chính là người đã bỏ rơi tụi nó. Anh phải nghĩ cách để tụi nó tha thứ cho anh. Chỉ mỗi việc đó thôi cũng đã khiến anh đau đầu lắm rồi em à. Nếu chỉ là chuyện đó thì anh hoàn toàn có thể nói ra để em giúp đỡ cho anh mà. Sao anh lại làm em đau lòng như vậy? Sao anh lại làm cho em phải tưởng tượng ra đủ thứ chuyện tồi tệ vậy? Anh có biết mấy ngày qua em đã tưởng tượng chuyện gì hay không hả? Người vợ trước đây của anh đã sinh cho anh 3 đứa con, người mà anh đã chung sống suốt 17 năm. Em đã tưởng tượng ra cảnh mình phải đấu tranh với cái người mà em thậm chí còn không biết tên để giành lấy anh về bên cạnh của mình. Anh có biết em phải đau khổ nhiều ra sao hay không? Anh có biết không hả? Tại sao em lại có thể nghĩ ra chuyện này? Tại sao? Khi lần đầu gặp nhau anh không hề xem em là phụ nữ. Lúc đó anh xem em là bà chủ của công ty này. Rồi sau đó thì em lại trở thành đồng nghiệp làm chung với anh. Và quan trọng nhất là giữa hai chúng ta không hề có đứa con nào để kết nối chúng ta lại với nhau hết anh à. Anh thề với em là anh chưa bao giờ, chưa bao giờ anh nghĩ em đơn thuần chỉ là một đồng nghiệp làm chung với anh đâu. Năm xưa khi anh phải chui rút trong căn nhà nhỏ xíu trên gác, thì nụ cười của em khi đó cực kỳ có ý nghĩa với anh. Và đối với anh thì từ lần đầu anh gặp em cho tới tận bây giờ, em luôn là một người phụ nữ lương thiện, luôn nghĩ cho người khác trước khi nghĩ cho bản thân mình. Em là người phụ nữ tuyệt vời nhất. Vì anh mà em phải suy nghĩ quá nhiều. Anh thật sự xin lỗi em vì việc của các con anh mà khiến em phải lo lắng như vậy. Anh hứa từ giờ anh sẽ không bao giờ khiến cho em buồn như vậy nữa. Anh hứa sẽ không làm em buồn nữa. Xin lỗi em. Anh Nam Khôi à, không biết phải mất bao lâu để tới lúc anh qua phía bên này rồi bước vào phòng ngủ của em ha? 2 ngày hay 3 ngày? Nè, hôm nay anh đã hứa với em rồi đó. Biết rồi mà, em nói câu đó mấy chục lần rồi đó. Tại vì đây là lần đầu anh nhận lời đi coi mắt còn gì. Em phải chắc chắn chứ. Đối với đàn ông thì việc kết hôn cũng như là đem một tấm quân chương vậy. Nếu con tùy tiện lấy một người thì sẽ lãng phí thời gian lắm. Cho nên con phải chọn một người thiệt là tốt.
Một người thật tốt mà ba nói có phải muốn ám chỉ mẹ của con, phải không vậy ba? Cái con nhỏ này thiệt tình. Mấy đứa nhỏ nó xuống tới nơi rồi, sao mà cứ đọc báo hoài vậy? Mau ăn sáng đi mình à. À, được rồi, ăn thôi. À phải, mình à, hôm nay mình có thời gian rảnh không vậy? Tại em định là hôm nay chúng ta sẽ ăn tối với giám đốc công ty Hoa Rang và người nhà bên đó. Giám đốc công ty Hoa Rang và người bên đó hả? Sao mình lại quen biết với mấy người đó chị? À, người quen giới thiệu thôi. Mình cũng đã nói là muốn làm quen mấy người đó mà. Cha, mẹ con đúng là người phụ nữ giỏi giang. Giỏi giang cái gì không biết. Được rồi, tôi sẽ dặn thư ký sắp xếp lại lịch công việc rồi đi chứ mình. Dạ được, nhớ gọi báo em nha. Cuộc họp ở Quốc hội đã quyết định là không điều tra về tập đoàn H Global. Tất cả đã được giải quyết xong rồi, cho nên con đừng nhắc lại chuyện này nữa. Bà nói vậy thì con cũng đành chấp nhận thôi, nhưng con vẫn thấy buồn lắm. À, bà giám đốc bên đó cũng có hai người con gái. Anh Tú à, con có muốn thử gặp mặt họ không? Mẹ à, giờ tới lượt mẹ nữa hả? Hôm nay có xe công ty tới rước anh nên chắc anh đi riêng. À, không đâu ba à, con sẽ đi xe của mẹ đi làm. Vậy bây giờ ba nên đi chung với mẹ mới phải chứ. Được không con? Nè. Mấy hôm nay con thấy tâm trạng của mẹ không được vui cho lắm, nên con đã mua cái này cho ba mẹ đó. Ba mẹ nên trốn đi đâu đó hẹn hò đi, có vậy tâm trạng mẹ mới tốt lên được. Cái này coi như là do ba đặt, nhớ cho ba, tạo bất ngờ. Hôm nay ba về sớm là con không mở cửa cho ba đâu. Cảm ơn nghe con gái. Minh Thi à, tụi mình đi thôi. Chị đi đi, em tự đi xe buýt được rồi. Chị đã nói sẽ chở em đi làm rồi mà, tới khi nào bắt được thủ phạm thì thôi. Em nghe chị đi. À, phải đó. Đi thôi. Các cục cưng làm việc chăm chỉ nha. Ngày hôm nay cả hai đứa phải cố gắng lên đó. Cái gì đi? Lại thân thiết rồi hả? Cảm ơn em. Có điện thoại kìa anh nghe máy đi. Bé Minh Chi. À, alo. Ông xã, hôm qua thật sự cảm ơn anh. Dù chỉ được một chút, nhưng mà các con thật sự đã rất vui. Chắc anh cũng cảm thấy vui lắm ha. À, đối với nhà khác thì chuyện đó là bình thường, nhưng khi nhìn thấy các con được vui vẻ cùng ngồi ăn tối với ba tụi nó, em lại cảm thấy rất đau lòng, thấy rất có lỗi. Được rồi, tôi hiểu tình hình rồi. Khi nào tới công ty tôi sẽ báo lại cho anh nha. Thôi xin phép. Là ai gọi vậy anh? À, là chủ tịch Tống ở công ty Minh Sương. Tại sao cô lại lấy điện thoại của Minh Chi gọi cho tôi? Sau này đừng có làm như vậy. Cảm ơn anh ông xã. Hôm đó em thật sự cảm thấy rất biết ơn anh. Khi anh chạy tới cứu em rồi ở lại cả đêm bên cạnh em và các con, em không biết phải nói sao để bày tỏ. Em chỉ muốn nói là hiện giờ em đang cảm thấy rất hạnh phúc. Anh đã có thể giúp cho các con được vui vẻ trở lại, đã khiến cho tụi nhỏ cười trở lại. Thật sự cảm ơn anh. Em đã nhận ra được ý nghĩa của anh trong cuộc đời của em rồi. Tại sao em lại không nhận ra được giá trị của anh sớm hơn chứ? Em hối hận lắm.
Hà Mi. Con nhỏ này cũng biết canh giờ gọi ghê. Cô nghe. Dạ con chào cô. Cô đúng là một mỹ nhân đó. Dáng của cô đúng là đẹp thật đó. Số 1 luôn đó. Cảm ơn mấy đứa. Vì nhìn hình cô là con đã biết. Chắc chắn cô sẽ còn nổi bật hơn cả mấy diễn viên nổi tiếng trên TV luôn cho mà coi. Vẻ ngoài của cô hả? Đúng là giống như tỏa ánh hào quang sáng lấp lánh luôn. Rất cảm ơn cô đã tới đóng phim giúp tụi con. Tụi con đã chuẩn bị xong các vật dụng quay phim và có cả phần quà cảm ơn cô nữa. Cái này là tiền cát-xê làm người mẫu. Đáng lẽ ra con phải tới nhà cô, chủ động đưa cô tiền này mới phải. Có gì đâu, hôm nay cô cũng có việc phải ra ngoài mà. Anh đã có thể giúp cho các con được vui vẻ trở lại. Thật sự cảm ơn anh đã khiến cho tụi nó cười trở lại. Bây giờ em đã nhận ra được ý nghĩa của anh trong cuộc đời của em rồi. Tại sao em lại không nhận ra giá trị của anh sớm hơn chứ? Em hối hận lắm. Rồi sao nữa? Cuối cùng chồng chị đã nói gì với chị? Anh đã nói xin lỗi tôi, rồi hứa là sau này sẽ không làm cho tôi phải lo lắng nữa. Vậy là chị tin lời anh nói sao? Đương nhiên là tôi tin chứ. Nghi ngờ chỉ tạo thêm nghi ngờ mà thôi. Nếu tôi cứ suy nghĩ tiêu cực thì chuyện sẽ không thể kết thúc đâu. Bình thường khó ai có thể bình tĩnh được như chị lắm. Thật ra thì tôi cũng chưa hoàn toàn thấy hài lòng cho lắm. Tôi cũng có suy nghĩ đáng lẽ mình phải hỏi ảnh cho rõ ràng chuyện này thì mới phải. Nhưng mà biết làm sao được, ảnh là chồng tôi mà. Tôi phải tin ảnh chứ, đúng không? Hy vọng là tôi không sai về việc đã khuyên chị nên để cho chồng chị làm điều anh ấy muốn. Không có đâu. Mẹ Minh Chi nói vậy thật ra cũng là vì nghĩ cho tôi thôi mà. Chị chào tôi một chút. Alo. Anh biết, thời gian gần đây em không vui. Chúng ta đi đâu thư giãn đi. Tối nay 7 giờ, gặp nhau tại khách sạn Kristen, phòng 1207 nha. Khách sạn. Em biết rồi, tối gặp nhau ở đó nha. Được rồi, tôi sẽ chuyển hàng cho các anh. Các anh kiểm tra số lượng rồi báo lại cho tôi ha. Được. Coi bộ tôi hơi làm phiền chị rồi. Vậy thôi, tôi xin phép về đây. Mời vào. Thưa Phó Tổng Giám Đốc, tới giờ anh xuống nhà máy đánh giá sản phẩm rồi. Được rồi, đi thôi. Hôm nay chị có hẹn hay sao vậy? Nhìn chị ăn mặc đẹp quá trời luôn. Thật ra tối nay tôi sẽ gặp lại chồng cũ của tôi đó. Người định giành bọn trẻ với chị đó hả? Phải. Chồng tôi đã tới tận nhà mới của chúng tôi. Đêm đó chúng tôi đã nói chuyện, giải quyết hết hiểu lầm và xác nhận lại tình cảm mà hai bên dành cho nhau. Thì ra là như vậy. Tôi cứ nghĩ là mình sẽ giận anh ấy, nhưng mà lại không phải như vậy. Hôm nay hẹn nhau ở khách sạn Riston, tự nhiên tôi cảm thấy phấn khởi lắm. Mong là anh chị sẽ làm lành được, vậy bọn trẻ sẽ mừng lắm đó. Hy vọng sẽ được như chị nói. Cảm ơn chị nha.
Cô tin tưởng chồng cô sao? Để coi tin được tới bao lâu, Quỳnh Tú Dung. Xin chào mọi người. Hẹn lát gặp lại ông xã. Chồng của tôi đã tới tận nhà mới của tôi. Đêm đó chúng tôi đã nói chuyện, giải quyết hết hiểu lầm, với lại cũng đã xác nhận lại tình cảm mà hai bên dành cho nhau. Anh từ đám tang đi thẳng tới đây luôn sao? Sau khi nhận điện thoại của em, anh tính sẽ về nhà ngay, nhưng mà lại đi không kịp. Đứa bé đó bao nhiêu tuổi vậy chị? Nghe mẹ nói hình như nó 7 tuổi. Phải rồi, nhà đó có cùng họ với nhà mình đó. Trời đất, đúng là trùng hợp quá ha. Ba ơi, bé đi đâu vậy? Bé Minh Chi, rồi rồi. Ba đi đâu vậy hả ba? Mình nghĩ lung tung gì vậy không biết nữa. Chị nghĩ chắc là phải dán lại nhãn chai này để khỏi phải bị lộn. Cứ làm vậy đi. Xin chào hai chị. Xin chào quý khách. Cho tôi hỏi Minh Thi đâu rồi? Tôi có phải chờ lâu không hả? Không đâu, chị có thể vào trong trang điểm luôn. Vậy thì hay quá. Tôi tưởng chị sẽ chê chỗ này thiếu chuyên nghiệp chứ. Bây giờ chị đổi ý rồi sao? Trời đất, chị để bụng những lời tôi nói tới tận bây giờ sao? Nhìn chị như vậy mà coi bộ cũng ngây thơ quá ha. Sao hôm nay cười tươi như hoa vậy? Chắc có chuyện gì vui lắm ha. Ai thèm quan tâm tới chuyện cô ta chứ. Bị gì thì kệ đi. Tối nay mẹ có hẹn với ba con, nên trang điểm mẹ thật đẹp nha. Dù không có trang điểm thì mẹ cũng đã đẹp rồi. Con mà cũng biết nói vậy sao? Ngày mà gia đình mình được về sống chung với nhau sắp tới rồi. Vì hạnh phúc của Minh Kỳ và Minh Chi, chuyện đó phải sớm xảy ra. Hôm qua con thấy tội nghiệp cho mấy đứa nhỏ quá. Con về mà không kịp chào tụi nó. Vậy tối nay con qua nhà chơi với các em con đi. Con không nghĩ là từ giờ con nên làm thân nhiều hơn với bé Minh Chi sao? Dạ mẹ nói cũng phải. Minh Chi nó thích ăn món gì nhất vậy mẹ? Nó thích ăn mấy món mà hồi nhỏ con thích đó. Nó thích ăn trứng với phô mai. Rồi tới tận 5 tuổi vẫn thích mút ngón tay giống như con hồi đó. Ba của con không thích phụ nữ trang điểm đậm quá đâu. Để con tẩy trang cho mẹ rồi trang điểm lại nha. Vậy được không? Khách sạn Crystal phải không? Tôi là người hôm qua đã đặt phòng 1207 bên đó. Các anh chuẩn bị cho tôi một chai champagne loại ngon nhất nha. Dạ, cảm ơn các anh. Em tới khách sạn hả? Phải. Hôm nay là ngày đặc biệt, nên cần phải chọn nơi đặc biệt để ở bên cạnh một người đặc biệt của mình chứ. Có sao không? Em tính làm gì với người đó mà phải hẹn gặp ở khách sạn vậy? Làm gì là làm gì chứ. Thì sẽ cùng nhau trải qua một đêm đặc biệt mà người như anh sẽ không thể tưởng tượng được. Nè, ở chỗ đông người ăn nói linh tính gì chị không biết nữa à. Có cái gì đâu mà anh làm thế ghê vậy chứ. Tối nay cả nhóm chúng ta phải tăng ca, không ai được phép về nghe. Nè, thấy chưa, tại cậu mà giờ mọi người bị liên lụy kìa. Mình biết rồi, cậu về đi để mình làm cho. Hả? Em không tới khách sạn sao? Em đặt cho ba mẹ em chứ bộ. Là vậy hả? Vậy là tối nay hai cô chú chắc là sẽ vui lắm ha. Chồng của tôi đã tới tận nhà mới của tôi. Đêm đó chúng tôi đã nói chuyện, giải quyết hết hiểu lầm, với lại cũng đã xác nhận lại tình cảm mà hai bên dành cho nhau.
Chị có cần tôi lấy thuốc không tổng giám đốc? Nếu hôm nay không có gì quan trọng, chắc tôi sẽ tăng làm sớm một chút. Có con gái làm thợ trang điểm thích thật đó. Cảm ơn con nha. Cha này em thấy sao? Rõ ràng là cô ta sắp sửa giở trò gì đó mà. Chỉ là vui vẻ hơn bình thường thôi mà. Sao chị lại gọi là giở trò chứ? Nụ cười của cô ta không giống với những người khác. Ánh mắt của cô ta rất là gian xảo. Vậy thưa cô, con đã trang điểm hết các khách hàng hôm nay rồi. Được rồi. Chị ơi! Ôi trời ơi, gặp chị con vui vậy sao? Dạ. Chị ơi, hôm nay lúc em ở trường học, em đã được vẽ tranh rồi chơi đá banh đấy chị. Thật vậy sao? Vậy em có muốn cho chị xem tranh em vẽ không? Để chị xem thử Minh Chi của chị dễ đẹp đến đâu ha. Từ lúc nào mà con thân với Minh Chi quá vậy? Nãy giờ con bé cứ hỏi khi nào chị Thi mới về. Minh Chi à, con thích chơi với chị nhiều tới vậy sao? Dạ, con thích lắm. Vì bây giờ con có thể thoải mái gọi chị ấy đến nhà con chơi mà. Sao? Con về rồi đây. Ôi trời, sao hôm nay con về sớm quá vậy? Tại con hơi nhức đầu một chút. Ôi... Nhức đầu hả con? Nhức có nhiều không vậy con? À, chắc là dạo này con lại lo lắng chuyện gì rồi. Có cần tới bệnh viện khám không vậy? Không tới mức đó đâu mẹ à. Tới lúc chồng con về, con nằm nghỉ chắc sẽ khỏe lại thôi. Đây là tranh, em vẽ cả nhà mình cùng với ba đi ăn tương đen ở nhà hàng hôm bữa này chị. Cô nhìn ba con rất cao lớn và đẹp trai nữa nè. Minh Chi à, em có muốn vào phòng chị chơi không? Chơi chị. Ủa? Sao giờ này mẹ còn ở nhà? Bộ ba không gọi điện cho mẹ sao? Gọi mẹ làm gì chứ? Khách sạn Crystal đó. Bộ ba không nói gì với mẹ sao? Mẹ đâu có nghe ba con nói gì đâu. Không lẽ Dạ chào quý khách. Ở đây. Dạ cảm ơn, thông tin đã được xác nhận rồi. Cho hỏi bây giờ anh có check in luôn không? Có, cảm ơn cô. Dạ không có gì. Cảm ơn. Rốt cuộc có chuyện gì vậy ta? Ba con không bắt máy luôn hả? Khách sạn đó ở đâu vậy chứ? Là khách sạn Crystal. Mẹ ơi, con ra ngoài một chút nha mẹ. Không có chuyện gì xấu đúng không con? Để con gọi lại cho ba con sau nha ba. Anh ấy hẹn gặp tôi ở khách sạn Crystal. Tự nhiên tôi thấy phấn khởi quá. Hôm nay con đã đưa cho ba một vé đặt phòng khách sạn. Con định sẽ dành cho ba mẹ một bất ngờ đặc biệt mà. Ba không nói với mẹ sao? Không thể nào. Không thể như vậy được. Tới rồi.
Rồi. Anh tới đây. Sao cô lại ở đây vậy? Em tới đây để gặp anh mà. Đăng xin. Bộ hình gì xa? Đăng xin xin chăng ý. Ông chung là cái tin nó gọi đó. Cũng chọc sợ ta cả. Ủa, 미쳤어? 그만해. 당신 나랑 척했다고 뭐라고 했는지 기억해? 세상에서 가장 달콤한 사탕을 먹는 분이라고. 하루 종일 그 사탕만 기억난다. 고. 매 nói là tối nay sẽ đi đâu đó để gặp ba mà. Không lẽ ba và mẹ đã... Không đâu, không thể nào đâu. Vé đó là của chị đưa nên ba đâu thể... Không lẽ... Là do mẹ... Em xin anh đó ông xã ơi, đừng mà anh. Không được. Anh chị có kinh hoàng sinh một ngày kiểu khăn này. Anh ấy chẳng trải ra giật chị. Cứ tên đó.
Ah!